Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai là các khâu của quá trình tái sản xuất. Thì quá trình tái sản xuất được diễn ra trên bốn khâu cơ bản, đó là sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Khâu thứ nhất là khâu sản xuất. Thì đây là khâu bắt đầu của quá trình tái sản xuất là khâu tạo ra sản phẩm để à, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội khâu thứ hai là khâu phân phối. Khâu phân phối là do sản xuất quy định toàn diện đến tất cả các nội dung ví dụ như là mẫu mã, chất lượng sản phẩm, chủng loại à, tính chất, nhu cầu vân vân. À, thứ ba là khâu trao đổi. Thì trao đổi là khâu tiếp tục của khâu phân phối, là khâu nối liền sản xuất phân phối với tiêu dùng. Thì à, trao đổi chính là một cái hình thức phân phối lại những cái mà đã được phân phối và khâu thứ tư là khâu tiêu dùng đây là khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất à, và cũng được coi là bắt đầu của cái quá trình tái sản xuất tiếp theo thế thì giữa bốn khâu của quá trình tái sản xuất mỗi một khâu có vai trò và vị trí riêng biệt tuy nhiên thì giữa chúng có những mối quan hệ biện chứng với nhau trong đó sản xuất là gốc đóng vai trò quyết định còn tiêu dùng là mục đích động lực của sản xuất và phân phối trao đổi là khâu trung gian nối liền sản xuất với tiêu dùng